Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Zuka thì chỉ biết chat tổng là chửi mình thôi. Bạn này đang rất là quạo bởi vì là mình tiêu diệt liên tùng tục. The enemy of my enemy is still my enemy. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của một vị tướng nữ vô cùng xinh đẹp. Và ngoài ra sở hữu một cái thân hình nóng bỏng, quyến rũ, sexy không ai khác, đó chính là cô nàng Zena. Zena là một vị tướng nữ trong Liên Quân cũng rất là khó chơi. Ngày hôm nay thì thử xem Zena leo danh có còn được bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Trước tiên là mình sẽ cần phải tập trung vào trận đấu này để có thể là cấu rỉa cậu bé Zuka. Và đặc biệt là mình sẽ cần phải lên được level 2 càng sớm càng tốt. Khi mà bản thân của mình đạt được cấp độ 2 rồi thì mình sẽ chủ động tấn công thẳng vào Zuka nhá. Zuka ơi, đi đâu có sâu, Zuka có xíu máu, bạn ấy đầu tư tốc biến rồi. Hiện tại là Zuka không còn tốc biến đâu, vậy nên chúng ta sẽ cần phải chấp lấy cơ hội. Mình quan sát qua trên minimap thì Pain cũng bắt đầu di chuyển ra hỗ trợ mình rồi. Điều mình quan tâm bây giờ là tiếp cận và quăng cái chiêu 2 vào, có một màn chiến công đầu. Quá ngọt ngào các bạn ạ. Thế là được một màn thời điểm đầu game rồi nhá. Mình cũng đã trình bày cho người Zena thì chơi rất là khó, nhưng mà được cái này mất cái kia thôi các bạn ạ. Nói chung là khó thì khó, nhưng nếu như các bạn chơi thuần thục vị tướng này thì chắc chắn một điều các bạn có thể gánh team được rất là dễ dàng. Đặc biệt là lối lên đồ trong trận đấu ngày nay thì mình sẽ áp dụng lối lên đồ một cái build đồ nửa nạc nửa mỡ nhá. Có nghĩa là thời điểm đầu game mình sẽ lên đó là những trang bị gây sát thương này, và thời điểm giữa game và cuối game thì mình sẽ đóng những trang bị thủ này, giúp cho Zena đầu game mạnh, cuối game thì trâu. Đấy, đấy là phong cách lên đồ. Mình sẽ trình bày luôn cho người qua về build đồ. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày kiên cường nhá. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là thương Reinhardt rồi đến đa truy hồn. Lý do là trận đấu này team bạn có Veret, team bạn có Arum. Ui gấu mẹ, gấu béo Zuka, trời ơi. Mỗi tuần vừa xong nó ăn xong cái con rơi thủ vệ rồi. Team bạn có Arum, team bạn có Veret, vậy nên là mình sẽ cần phải lên down truy hồn, bởi vì hai vị tướng của team địch ấy nó khả năng hồi máu và hút máu rất là ghê. Đấy. Và tiếp theo sau đa trường thì mình sẽ lên đó là huân chương cho ai, rồi đến khiên tất truyền ở trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bảo mệnh nhá. Gấu đi qua mình không quan tâm luôn à? Trời ơi, vừa sau là gấu nhìn thấy mình ăn quái rồi mà gấu kiểu không quan tâm luôn. Chắc là gấu dám rồi các bạn ạ. Để xem gấu còn dám hổ báo hay không. Gấu tầm này không dám chơi với mình rồi. Thôi thế này mình sẽ cần phải đi đảo đường thôi, chứ còn ôm mãi với gấu làm cái gì đúng không? Mục tiêu chúng ta sẽ là khu vực đường rồng, bởi vì mình thấy qua là rồng team bạn cũng đang chủ động ăn cái kia. Thế này là chúng ta sẽ cùng chờ đợi cơ hội để van hết đây ơi. Nope. Ôi ôi, mù mắt. Tung chiêu 2 không trúng. Thôi không sao, tiếp tục là núp bụi để chờ đợi cơ hội. Có gấu béo Zuka. Gấu béo Zuka cũng ở đường giữa này thì mình cứ núp bụi đi. Đây rồi, đây sẽ là cơ hội để mình lao ra thịt luôn Tu Liên nè. Chạy đâu Tu Liên. Thôi thôi thôi, em có tốc biến. Ui ôi, mù mắt ghê các bạn ạ. Mình đang tính tốc biến ra sau đồng đội để có thể né tránh được cái lôi điểu của Tu Liên, mà anh ngờ tốc biến hơi bị mù mắt. Thôi nhá, một pha đi ganh không thành công, được gọi là không thành công. Tại vì mình đi ganh là công cốc rồi. Trong khoảng thời gian này thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian được khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình bằng cách là cho mình xin một nút like. Đặc biệt là nút like đó các bạn ạ. Mình chỉ hy vọng rằng clip của mình đạt được 5k like, 6k like. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Mỗi bạn cho mình xin một nút like thôi, nhẹ nhẹ thôi, ấn nhẹ nhẹ và giúp mình thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bây giờ chúng ta sẽ thịt luôn gấu Zuka này. Trời ơi, vẫn còn dám hổ báo đứng lại solo với mình là một sai lầm. Mình xin. Đứng là không biết lượng sức mình mà. Người ta gọi rồi biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà gấu Zuka vừa xong thì sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Không nhìn thấy núi Thái Sơn như là Zena. Khi mà Zena mạnh như thế này. Mặc dù là trong phiên bản hiện tại thì Zena không hề có sự thay đổi sức mạnh nhá. Nhưng mà các bạn biết rồi, Zena thì có hai bộ kỹ năng. Sát thương nó rất là lớn. Vì thứ này chơi thì các bạn cũng cần phải có combo. Zena thì mình cũng đã làm clip rất nhiều và nói chung là mình cũng quen thuộc với bộ kỹ năng vì thứ này rồi. Chủ yếu là lâu lắm rồi chưa quẩy lại thì lắm lúc combo thì nó hơi bị bỡ ngỡ thôi. Nhưng mà chơi xong khoảng thời gian trong trận đấu được kiểu gì mình cũng quen tay trở lại thôi. Combo thì các bạn sẽ cần phải tung combo thật là nhanh nhá. Trước tiên nút bụi, sau cách nút bụi chẳng hạn các bạn sẽ tung cho ai ra trước. Sau đó các bạn đứt chiêu 1-2 lần, sau khi lướt chiêu 1-2 lần mà đối phương xong các bạn kết quả chiêu cuối. Rồi dùng chiêu 2, đẩy, rồi dùng chiêu 1. Đấy là chắc chắn các bạn sẽ có mạng thôi. Mà khi mà các bạn quá xanh rồi thì các bạn chỉ cần chiêu 2, chiêu 1 lướt và 2 lần kết quả chiêu cuối là chắc chắn sẽ có mạng. Tại vì là mình chơi vị tướng này nhiều rồi vậy nên là mình biết sát thương của nó ra sao khi mà mình lên đồ đầu game như thế nào. Đấy, tiếp tục là chờ xem, hay gấu bé Zuka thôi. Thôi chịu đấy. Tưởng một mình gấu mình còn chơi được nhưng vừa xong gấu gọi thêm cả Tu Len. Bây giờ team bạn đang tính ép trụ đường dưới à? Team bạn bỏ cuộc rồi sao ấy, không thể ép nữa. À, gấu ăn rơi nè, hello gấu, gấu lại chạy rồi. Có Veret thì em có tốc biến bắt làm sao được mình. May là mình sử dụng tốc biến kịp thời. Bây giờ mình sẽ cố gắng dọn lính nha mọi người. Cái chiêu 1 của vị tướng Zena các bạn luyện càng lâu. Cái chiêu 1 mà ở trạng thái đại đao các bạn luyện càng lâu thì các bạn sẽ gây sát thương rất là lớn nha. Nhưng mà mỗi tội là chiêu 1 mà dặn lâu quá thì đối phương lại chạy ra khỏi tầm rồi. Ôi ôi, mất xứ cái con bù đỏ ở đâu. Nhiệm vụ của mình bây giờ cố gắng làm sao mà đẩy lính lên cao. Nếu có cơ hội thì ép cái trụ đường dưới này cũng được. Mà chắc chắn một điều, team bạn sẽ cử người xuống thủ cho mà xem. Đấy, mình đoán có sai đâu. Zuka xuống thủ đường dưới như thế này rất khó để lấy được trụ đường dưới. Thôi thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây rồi, tung combo, chiêu 2, chiêu 1 lướt 2 lần, kích quạt chiêu cuối, dùng chiêu 2 đẩy tiếp. Trời ơi, có mạng rồi. Các bạn thấy qua là mình sử dụng combo đúng như lúc đầu mình cũng đã trình bày cho người về cách combo. Cứ chiêu 2 ném vào, lướt chiêu 1, 2 lần, kích quạt chiêu cuối rồi kích quạt chiêu 2 để đẩy là có mạng thôi. Chắc chắn một điều, team bạn sẽ cử người xuống đường thường dưới thủ tiếp. Vậy nên là mình sẽ núp bụi để chờ đợi nhé. Đây rồi, có Tu Len, chiêu 2, chiêu 1, 2 lần, kích quạt chiêu cuối. Ui ồ, chết luôn rồi. Các bạn mà chơi Zena nhiều là kiểu gì các bạn cũng sẽ thuộc lòng combo giống mình. Thế nên nếu như các bạn chơi một vài trận các bạn cảm thấy nó yếu thì các bạn đừng có nản. Tại vì các bạn chưa thuộc cách combo đấy. Mà được cái thì team bạn toàn các vị tướng máu giấy thôi. Không biết là team bạn có cử người lên đường xuống đường dưới này thủ tiếp hay không. Mình nghĩ là gấu bé Zuka. Xem gấu bé Zuka nào. Đây rồi, đúng như mình đã dự đoán. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tung combo thẳng mặt gấu bé. Trời ơi, gấu có xíu máu kìa. Hơi đáng tiếc gấu bé vẫn chạy được kìa. Bây giờ gọi thêm cả Tu Len thì chịu nhá. Tranh thủ mình cướp luôn cái con bùa xanh đi. Phí quá các bạn ạ, vừa xong thiếu may mắn chứ không mình lại có mạng của gấu luôn. Zuka trận đấu này chết dưới tay của mình khá là nhiều. Ok, có bùa xanh rồi. Tí nữa thì bị Veret cướp ngược lại. Khi mà mình đã lên được Thương Roi Nấp và Đao Chiều này, tiếp tục là những trang bị sau mình sẽ lên đó là những trang bị thủ thôi. Chúng ta núp bụi tiếp. Gấu biết có đi qua đây hay không? Gấu ơi, ta bảo gấu này, gấu ra ngoài ruộng gấu cày với ta nhưng không thấy gấu đâu các bạn ạ. Bây giờ mình di chuyển dần lên đường trên thì có lẽ là muộn mất rồi. Zuka thì đang ở đường giữa, mình cá chắc là Zuka sẽ di chuyển dần lên đường trên để có thể hỗ trợ cho team. Vậy nên là bản thân mình sẽ núp bụi nhá, để chờ đợi xem nào. Đúng như mình đã dự đoán, bây giờ là chiêu 2, chiêu 1 2 lần, kết quả chiêu cuối có mạng luôn. Combo vô cùng đơn giản. Zuka chết dưới tay của mình rất nhiều lần rồi. Không biết là cảm xúc của bạn ấy ra sao. Mình đang chờ đợi đây mà chả có ai đi qua các bạn ạ. Thôi thì mình sẽ đổi sang cái bụi này đi. Ai có Tu Len rồi. Tung combo thẳng mặt nhá. Ô, có hiện tượng lạ, cái chiêu 2 của Zena quay xung quanh Tu Len kìa. Ảo thật đấy. Ảo vậy. Zuka thì chỉ biết chat tổng là chửi mình thôi. Bạn này đang rất là quạo bởi vì là mình tiêu diệt liên tùng tục. À, thịt luôn Vanen, Zamba Vanen, bốc cười. Giết được mạng của Vanen nhưng mà vừa xong thì các bạn thấy là mình sử dụng tốc biến hơi bị lố. Thật ra thì mình không tính dùng tốc biến đâu nhưng mình ấn nhầm vào tốc biến. Lúc đấy mình đang tính ấn cái hồi máu mà anh ngờ ấn sư nhầm vào cái tốc biến. Thế nên là hơi bị mù mắt. Hơi bị phí phạm.
Trận đấu này thì Zuka một combo, Tulen một combo, Vanen một combo. Đấy, chứ còn Arum lẫn cả Veret thì một combo của Zena thì rất khó tiêu diệt được nhá. Chứ còn Zuka, Tulen rồi Vanen các bạn thấy qua là một combo một mạng hết luôn. Mà Vanen mình quan sát qua, Vanen tiên địch còn lên full phép nữa chứ. Cũng là dân chơi đấy. Thường thường thì Zena cũng rất là sợ Vanen lên full phép, bởi vì là nó một chiêu cuối là mình bốc hơi, nhưng vừa xong thì mình có thể tiêu diệt được Vanen rồi. Thế nên bây giờ mình sẽ tự tin hơn. Nào đồng đội, từ từ nhá, chờ mình ra hỗ trợ cho team này. Mình sẽ cố gắng làm sao xử lý Vanen trước. Vanen ơi, lao vào kích quạt chiêu cuối có một mạng, và Veret ơi, bốc hơi nốt double kill. Đến vết máng kịp thời mà hiện tại mình được 8 mạng rồi. Mượt ngay các bạn ạ. Lâu lắm rồi chưa múa Zena, nhưng mà ngày hôm nay múa trở lại lại cảm thấy mượt ngay. Cứ thuộc lòng combo, chiêu 2, chiêu 1 lướt 2 lần, kích quạt chiêu cuối là có mạng thôi. Arum nhìn trâu dã man, nhưng mà mình không quan tâm Arum nha. Mục tiêu của mình sẽ là của bé Zuka. Chờ người nơi ấy, mà người ấy không có đi qua đây, quá buồn. Phong cách vẫn là núp bụi há miệng chờ sung, chờ đợi con nai vàng ngơ ngác. Nhưng mà gấu Zuka vẫn đang miệt mài farm, không có dấu hiệu đi qua đây. Trời ơi, sức chịu đựng của một con người có giới hạn thôi. Mình là mình bị muỗi đốt xương hết cả chân rồi. Thôi chịu, mình di chuyển ra chỗ khác nhá. Chứ còn chờ mãi gấu bé Zuka nó không có di chuyển ra chỗ mình thì cả. Ôi, gấu Zuka vừa đi vòng các bạn ạ. Không thấy đi ra chỗ mình lại còn đi vòng thì chịu luôn. Thôi bây giờ mình ra mình xử lý Veret này. Trầu đấy nhở. Cứ thử tung combo ra xem. Một combo chỉ mất nửa cây máu thôi. Thì thôi, chúng ta cứ đánh lâu. Trầu đánh lâu là cũng hy sinh nè. Đấy, trâu là đánh lâu cũng chết mà thôi. Ok, hiện tại thì mình được 900 rồi. Cố gắng làm sao được một mạng nữa thôi, cho tròn 10 mạng các bạn ạ. 10 mạng là con số rất đẹp. Đấy, trận đấu này thì team mình dàn trụ vẫn còn rất nhiều nha. Mình cứ núp bụi đi để chờ đợi. Vẫn là phong cách chờ đợi. Mục tiêu của mình quan tâm đó là Vanen, đó là Tulen và đó là Zuka. Cứ để cho đồng đội của mình thả thính đi. Khi mà giao tranh rồi thì lúc đấy sẽ có sơ hở để mình có thể bắt vào chủ lực đây này. Bắt đầu team bạn bắt đầu di chuyển, dâng cao đội hình lên rồi đấy. Chỉ cần team bạn dâng cao đội hình lên một xíu thôi. Và mục tiêu của mình đây rồi. Lao ra xử lý luôn. Đây chứ đâu Vanen ơi, chạy đâu. Đầu tư tốc biến lên. Một mạng nè. Úi dồi ôi, mình còn xíu máu thôi. Mình vẫn chạy được lêu lêu. May quá là mình vẫn sống sót thành công các bạn ạ. Sau khi là mình ăn được 10 mạng rồi. Con số 10 rất đẹp đẽ nhá. Con số 10 rất đẹp. Đối với những bạn nào mà chuẩn bị thi chẳng hạn thì hoặc là đang trong khoảng thời gian thi thì hy vọng rằng các bạn cũng có thể đạt được cái con số 10 như này. Đấy, trong học tập thì lúc nào chúng ta mong muốn là có điểm 10 đúng không? Thế nên là điểm 10 mình muốn giữ cái điểm 10 này và dành tặng cho các bạn. Dàn trụ team bạn thì bây giờ tính qua thì còn đúng 4 cái trụ thôi. Team mình để mà kết thúc được trận đấu thì các bạn thấy qua Pen đang chủ động ăn cái con Seja rồi. Không biết là Pen có ăn được không hay sợ bị cướp mất đây này. Để mình ra hỗ trợ cho Pen nhá. Mà Arum là trâu quá cơ. Ai có Tulen. Tulen nhìn mình lại chạy mất dép rồi. Lại giao tranh, lại giao tranh. Bây giờ mình ra mình tiếp cận giao tranh. Bắt thẳng luôn Vanen. Vanen đi đâu? Vanen bốc hơi rồi. Trong giao tranh tổng chỉ bắt được chủ lực team bạn thôi, thì các vị tướng đỡ đòn khác gần như là không có đam nhá. Arum thì cũng trâu đấy. Nhưng mà tầm này thì có một mình Arum thì mình cũng không ngại ngần mà lao ra để tấn công thẳng vào Arum đâu. Cứ tung combo thẳng mặt thôi. Ấy mất rất nhiều máu, thêm sự hỗ trợ đồng đội nữa, và Arum chết luôn. Team bạn mất 3 người rồi. Ô kìa, có Tulen dí luôn. Tulen chạy đâu? Kích quạt chưa cuối luyện chưa một. Có một mạng nữa, 11 mạng. Team bạn mất 4 người rồi nha. Bây giờ thì team mình làm sao tổ chức ăn được cái con Seja nữa là ngon. Nhưng mà của gấu bé Zuka đây thì chặn đầu gấu bé Zuka nhở. Trước tiên là mình sẽ cần phải núp bụi các bạn ạ. Bởi vì gấu bé Zuka chắc chắn là sẽ di chuyển về. Thế nên mình sẽ núp bụi nhá để chờ đợi. Gấu ơi, gấu đi qua đây cái nào đây rồi? Gấu đây rồi. Ơ, trời ơi, mình bỏ lỡ cơ hội rồi các bạn ạ. Mình ping rút lui rồi nhưng mà team mình còn rất thổ báo cái kìa. Trời ơi, bản thân của mình còn nửa cây máu vậy nên mình cũng rất ngại lao vào giao tranh. Hay quá, Veret chết rồi. Lính đường dưới bắt đầu tràn lên nha. Khó lắm, bây giờ team bạn chỉ có lựa chọn phong cách ôm trụ thủ nhà thôi. Như này rất khó để chúng ta có thể lấy được đường lính siêu cấp. Khó thật sự luôn. Đấy, nó lại dọn xong lính rồi còn đâu.
Tu Len hổ báo này team ơi. Trời ơi khổ thân Tu Len, Tu Len bốc cười rồi. Ôi chịu nhá, bằng này máu mình về đây. Về để hồi phục đầy máu, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cho một pha giao tranh. Các bạn đánh giá ra sao về sức mạnh của Zena? Zena thật ra thì nhiều bạn múa thì cũng chưa được quen, thì các bạn cố gắng làm sao, đừng có nản nhá. Múa càng nhiều thì càng tốt, là các bạn sẽ quen tay thôi. Và ngoài ra thì Zena chúng ta có thể chơi với phong cách đi rừng này, thay vì đi solo đường cũng được. Và ngoài ra các bạn mà chơi Zena nhất định các bạn phải chơi theo phong cách là đọc được hướng di chuyển của đối phương, sau đó các bạn sẽ chặn đường, chặn đầu. Ví dụ trận đấu này thì mình cũng đã đọc được rất là nhiều hướng di chuyển của đối phương để chặn đầu, sau đó là một combo một mạng rồi. Đấy, cứ để sẵn cái trang bị liềm như vậy. Ui của Arum này để xem nhá. Mình tung cái kỹ năng thử vào Arum xem. Châu thật sự luôn, ứ giết nổi. Dạ xương xương vậy thôi, chứ còn mình dại gì mình tấn công thẳng vào Arum đâu. Hay quá, Zuka bốc hơi rồi. Mình sẽ bỏ qua Arum, mục tiêu của mình sẽ là Vanen hoặc là Tulen. Vanen bốc hơi cho mình xin một mạng cánh coi nào. Trời ơi, đừng bảo một pha giao tranh cuối cùng không được mạng nào. Lại hỗ trợ rồi. Một pha giao tranh cuối cùng đấy, đây, đây, cho mình xin mạng có Vedet cũng được. Mới được 11 mạng thôi. Rồi sao mất giáp hồ mệnh. Cuối cùng là hiện tại team bạn mất 4 người. Mình hỗ trợ mấy mạng liền tù thì không được cái mạng nào cả. Móm luôn. Giờ lính tràn lên, sau đó chúng ta kết thúc trận đấu thôi. Chứ còn một mình Arum làm sao mà thủ được nhà. Arum thì được cái sự trâu bò được nhá. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Đây là sức mạnh của cô nàng Zena. Các bạn có thể vác vị thế này và leo danh, rất là hiệu quả nhá. Bye mọi người, bye bye.